Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Canh Tân hất văng Triệu Lệ Dĩnh để làm một chuyện, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư công khai có con. Thời gian qua, làm phim ảnh Hoa ngữ sôi động hơn hẳn với loạt tác phẩm Cội Tràng Đá Mắt. Tuy nhiên, điều đáng nói là tác phẩm lên sóng đa phần đều thuộc về những dự án do các sao trẻ thụ vai như Bạch Lộc, Triệu Dã. Riêng Triệu Lệ Dĩnh, sau hai dự án thành công Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, nữ diễn viên được kỳ vọng ở dự Phượng Hành. Đây là bộ phim cô tái hợp với Lâm Canh Tân sau Sợ Kiều Chuyện. Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Sự kết hợp của họ đáng được mong chờ do khi đóng Sợ Kiều Chuyện, cả hai đã tạo ra cơn sốt ở châu Á khi phim thu về hàng chục tỷ lượt xem. Tuy nhiên, khi các dự án cội trang của loạt sao Hoa ngữ ấn định thời gian chiếu hoặc vừa chiếu xong, dự Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn im hơi lặng tiếng. Có thông tin phim của nữ diễn viên lên sóng quý 3, nhưng đó chỉ là dự đoán của truyền thông, phía đoàn làm phim chưa chính thức xác nhận. Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh khá kín tiếng, cô cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng và các sự kiện giải trí. Giữa lúc khán giả đang mong ngóng sự trở lại của cặp đôi Sợ Kiều Chuyện năm nào, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Canh Tân sẽ gia nhập đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi. Trong một cuộc phỏng vấn sau đêm hội Thịnh Điện, Lâm Canh Tân khiến khán giả đứng ngồi không yên khi cho biết mình sắp gia nhập đoàn làm phim hiện đại mới. Có vẻ như dự án mà anh nhắc đến là Câu Chuyện Hoa Hồng, phim đại chế tác do Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa đóng chính. Được biết, ngoài Lâm Canh Tân và Giàn Khắc hạng A, phim còn có sự tham gia của diễn viên thực lực Đồng Đại Vi. Ngoài ra, cũng theo thông tin trong showbiz, phim Câu Chuyện Hoa Hồng sẽ chính thức khai máy vào ngày 28 tháng 5. Đến ngày 25 tháng 5, poster chủ tượng kèm một số thông tin sơ lược về dự án đã được đoàn phim công bố. Phim được làm dựa trên nguyên tác của Diệc Thư do đạo diễn lừng danh Uông Tuấn cầm trịch. Đây được kỳ vọng là bom tấn truyền hình mới của màn ảnh Hoa ngữ nhờ nội dung nguyên tác ăn khách, quy tụ dàn cast toàn sao cùng sự tham gia của đội ngũ chế tác giàu kinh nghiệm. Về phần Lâm Canh Tân, cư dân mạng đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện của anh trong dự án hiện đại lần này. Có vẻ như nam diễn viên sẽ chịu thiệt thòi trong việc tranh phiên vị. Tuy nhiên, đối với anh, đây là điều không quá quan trọng. Bên cạnh dự án này, Lâm Canh Tân cũng đang đợi ngày dự Phượng Hành lên sóng. Thời gian gần đây, phim bị bủa vây bởi nhiều tin tức xấu. Trong đó có blogger cho rằng phim sẽ bị đắp chiếu do lùm xùm về đời tư của nam phụ. Ở một diễn biến khác, thời gian này, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư là cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất làng giải trí Trung Quốc thời gian gần đây. Hai diễn viên tài sắc đã có dịp nên duyên trong hai dự án của trang chế tác lớn, Trường Ca Hành và Tinh Hán Sán Lạn. Cặp đôi được khen hết lời về sự ăn ý, bùng nổ phản ứng hóa học khi đứng cạnh nhau. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau thông tin cặp đôi đã có con gái, thực hư thế nào? Cụ thể, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền ảnh Ngô Lỗi đang ẵm một bé gái, đứng kế bên là Triệu Lộ Tư. Cặp đôi được khen ngợi hết lời vì vẻ ngoài xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt, bé gái trên tay Ngô Lỗi trông rất đáng yêu, hao hao giống Triệu Lộ Tư lúc nhỏ. Nhiều nghi vấn đã được khán giả đặt ra sau khi bức ảnh trên được lan truyền. Theo đó, nhiều người thể hiện sự thích thú và gửi lời chúc tốt đẹp đến cặp đôi khi họ vừa đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, số khác lại nhận ra khoảnh khắc trên vốn được ghép từ hai tấm ảnh riêng biệt. Trên thực tế, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa tiết lộ thêm về thông tin đời tư của họ. Dù khá tiếc nuối, song cư dân mạng vẫn dành lời khen có cánh cho sự đáng yêu của cả ba nhân vật trong ảnh. Sau gần một năm kể từ Tinh Hán Sán Lạn, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang lên như diều gặp gió. Trong khi Ngô Lỗi bùng nổ phản ứng hóa học với đàn chị Châu Vũ Đồng trong Tình Yêu Mà Thôi, thì Triệu Lộ Tư cũng bận rộn ghi hình cho loạt dự án truyền hình đình đám. Sau Hậu Lãng, cô còn nhiều bộ phim chưa lên sóng, bao gồm Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn. Khán giả đặt kỳ vọng vào màn tái hợp của hai chị em trong một dịp gần nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.